Kênh Đất và Điểm Tài Giải Phú Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là ngay ngã tư chợ Hòa Long. Đó, đường em đang đứng là mặt tiền đường hung lộ 2 nha quý anh chị. Đó, ngay ngã tư chợ Hòa Long quý anh chị ha. Thì anh chị đi thẳng hướng này nè, đi về ngã ba Cô Đơn rồi đi về Châu Đức nha quý anh chị. Đó, đi về ngã giao ha, về Long Khánh quý anh chị ha. Còn từ ngã tư này anh chị quẹo trái là đi về đường Hồng Vương, vòng xoay Hòa Long rồi đi về đường chẳng cao tốc, rồi đi về trung tâm thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Đó, còn quẹo phải là anh chị về Long Tăng, Đất Đỏ, về biển Phước Hải nha quý anh chị. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường chính đường hương lộ 2 này nha quý anh chị ha. Đó, đường này là kinh doanh buôn bán tấp nập luôn ha. Đó, một sản phẩm là hai mặt tiền đường nha quý anh chị, một mặt tiền đường chính, mặt tiền chợ nha ha. Đây, đó, đây quý anh chị ha, ngang 4,3 m, sâu vô là 20 m, phía sau là chợ nha quý anh chị. Đó, thì đất mình là đang có cái kiosk ha. Đó, nó nhỏ đang cho thuê quý anh chị ha, đậu ngay xe ô tô này. Đó, thì nói chung cũng không có gì quay, miếng đất thôi quý anh chị ha, bán gì bán đất thôi. Đó, bây giờ em quay ra phía sau. Đó, em quay ra cái mặt tiền phía sau cho quý anh chị xem ha, mặt tiền chợ nha quý anh chị. Chợ này là chợ sáng quý anh chị ha. Đó, nói chung là em thấy là cũng họp chợ cả ngày luôn. Đó, thì cũng giống như cái lô đất này thôi nha quý anh chị, ngang 4,3 m này, sâu 20 ha. Đó, hai mặt tiền ha. Đó, hai mặt tiền trước sau luôn. Đó, đây đây là chợ phía sau mình là chợ Hòa Long này nha quý anh chị. Đó, đó, đây là chợ Hòa Long ha. Đó, thì lô đất mình nằm đây này. Đó, đây là phía sau này. Đó, đường này thẳng ra đường tỉnh lộ 52 luôn ha. Đó, đây đó, đất mình nằm đây nha quý anh chị. Đó, đó, cái điện này thì dời thoải mái quý anh chị ha, tại vì cái sắt trong nhà mình thôi. Đó, đây là cái mặt tiền phía sau nha quý anh chị. Đó, 4,3 m, sau 20 full thổ cư ha, full thổ cư. Đó, giá chỉ có giá chỉ có 3,650 thôi nha quý anh chị. Đó, đối diện đây là mặt chợ ha, thì cái chợ này là chiều chiều mới bán nha quý anh chị. Đó, chiều hoặc sáng mới bán ha. Đó, giờ là em đang quay lúc 1:30 nên là chợ nó gần tan rồi quý anh chị ha. Đó, đất mình đây nha quý anh chị, full thổ cư ha. Đó, cực kỳ thông thoáng luôn. Rồi, để em quay sơ cái file livecam cho quý anh chị xem ha. Đó, đây là toàn cảnh cái chợ Hòa Long nha quý anh chị. Đó, thì anh chị thấy không, cái cô chợ này là cực kỳ lớn quý anh chị ha. À, đây đất mình nằm đây nha quý anh chị, hai mặt tiền, phía sau là chợ, phía trước là đường hương lộ 2 quý anh chị ha. Bên này là đường tỉnh lộ 52, đi thẳng về là vòng xe Hòa Long nha quý anh chị, về trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 3 km thôi ha. Đó. Đó, mình là nằm vị trí là kinh doanh buôn bán sầm uất cho quý anh chị. Đó, sầm uất ha. Đó, đây nè anh chị thấy không. Đó, vị trí này là cực kỳ đắc địa nha quý anh chị, kinh doanh buôn bán làm tất cả mọi ngành nghề ha. Đó, tại vì đường chính rồi, đường thông về Châu Đức rồi thông về Long Điền. Đó, đường hương lộ 2 này là chuẩn bị mở rộng nha quý anh chị ha. Đó, đây đất mình nằm đây ha. Đó, bên kia là ủy ban ha. Đó, gần chợ, trường học, ủy ban. Đó, nói chung là cái này là cực kỳ trung tâm nha quý anh chị, đắc địa ha. Giá chỉ có 3,650 thôi quý anh chị ha. Đó, 3,650 nha quý anh chị. Đó, là anh chị sở hữu ngay lô đất hai mặt tiền đường ha. Đó, mà mặt chợ vị trí cực kỳ đắc địa của xã Hòa Long quý anh chị ha. Đó, rồi sẵn đây em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ ha. Đây là vị trí chấm đỏ là vị trí đất nhà cũng ở đất của mình quý anh chị ha. Thì ngay cái đường này là đường tỉnh lộ 52 với đường hương lộ 2 nha quý anh chị. Em quay sơ cái vị trí thì anh chị thấy không, khu dân cư kính khu vực này quý anh chị ha. Thì đường hương lộ 2 thì một hướng là về ngã ba Cô Đơn, còn một hướng là về chợ Long Điền nha quý anh chị. Đây ha, vòng xe bắc đây nè, ngay đây là cao tốc xuống đây quý anh chị ha. Đường dẫn cao tốc xuống ngay đây nha quý anh chị. Cách khoảng độ tầm chưa đến 1 km là đến ha. Rồi bên này là bệnh viện Bà Rịa nè, khu 30 m là khu Gò Cách 8 các thứ, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Cách khoảng độ tầm hơn 1 km ha.
cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 4 cây số nha quý anh chị. 3 cây số à. Tầm 3 cây số là tới trung tâm thôi quý vị ha. Đó. Từ vị trí này anh chị đi về thành phố Vũng Tàu đi khoảng độ tầm 15 km ha, đến 17 km. Rồi cách biển Long Hải cũng khoảng tầm 15 17 km cho quý anh chị. Cách biển Hồ Tràm khoảng độ tầm 30 km ha. Đó. Rồi, anh chị nào mà thích cái vị trí trung tâm đắc địa kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề thì liên hệ cho em ha. Đó, ngay đây nha quý anh chị, gần chợ, trường học, ủy ban. Rồi. Ở đây là cái sổ gì ha. Tổng diện tích là 86,8 mét vuông, sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn hết nha quý anh chị, đất ở lâu dài ha. Đó, thì cái này là 8,3 m nha quý anh chị. Đó, 8,3 m sâu là 20 mét nha quý anh chị. Tổng diện tích là 85,8 mét vuông, sử dụng riêng. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh nha quý anh chị. Hẹn anh chị video sớm nhất nha. Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha.